Chào em, chị là Thanh Ngọc, điều dưỡng chăm sóc cho em. Chị rất mong có thể nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, vì chúng như những bông hoa hướng dương, có thể xóa tan bóng tối. Hãy cười nhiều lên nhé. Hãy gieo trồng và nuôi dưỡng yêu thương, sẽ đến ngày em gặt hái hạnh phúc và an yên. Yêu thương và trân quý những người thân yêu bên cạnh mình em nhé. Đó là những lời nhắn được viết trong nhiều tờ giấy nhỏ, kèm những hình vẽ dễ thương do chị Nguyễn Thanh Ngọc, 35 tuổi, điều dưỡng khoa lão, chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho bệnh nhân 17 tuổi. Bằng một cái cách nào đó thì tất cả những nhân viên, những người điều dưỡng ở đây đều có một cái cách để mà các bạn có thể hỗ trợ và giúp đỡ người bệnh. Và khi mà em nhận được cái sự phản hồi từ em bé, đó là cái nụ cười và em bé trở nên gần gũi và chia sẻ với em nhiều hơn. Đó là những cái thành công của em khi mà trong quá trình mà em tiếp cận và em chia sẻ, em kết nối với cô bé, giúp cho cô bé có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó. Dù nghề điều dưỡng không phải là công việc mơ ước từ nhỏ, nhưng không biết từ lúc nào chị đã yêu và gắn bó với nghề, xem đó như là cái duyên suốt 13 năm nay. Chị đã chứng kiến nhiều câu chuyện về bệnh nhân và người nhà của họ. Những hình ảnh ba mẹ chăm con, anh chăm em, bà chăm cháu luôn khiến chị xót xa về những biến cố mà người trẻ gặp phải. Câu chuyện về người phụ nữ có con trai bằng tuổi con chị chiến đấu với bệnh nặng cũng khiến chị xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng. Từ đó chị càng quyết tâm, nỗ lực giúp họ thấy thoải mái, giúp thực hiện nhiều mong muốn của bệnh nhân. Chăm sóc người bệnh sẽ có rất là nhiều áp lực, cũng là một công việc rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi. Mong rằng qua cái việc làm của Thanh Ngọc thì các nhân viên y tế sẽ cảm thấy kiên trì, cảm thấy nhẫn nại hơn khi mà phải chăm sóc những trường hợp gọi là những ca khó, những cái bệnh nhân có những cái trạng thái tinh thần cũng như tâm lý nó chưa có ổn định. Thì như vậy á, khi mà mình cố gắng, mình sẽ giúp cho người bệnh cảm thấy tin tưởng, cảm thấy hợp tác tốt với mình, thì từ đó công việc của mình cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chị Ngọc kể lại cô bé đó mới 17 tuổi, khá nhút nhát, ít nói, thiên về nội tâm, rất ngại chia sẻ và rất khó thể hiện cảm xúc của mình. Đặc biệt bệnh nhân khá suy sụp, bởi cô hy vọng sau ca mổ đầu tiên sẽ hết đau, được đi học, nhưng cuối cùng phải nhập viện trở lại. Trăn trở và xót thương cho cô gái còn nhỏ tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thanh Ngọc đã tìm ra cách riêng của mình để gần gũi cũng như xoa dịu nỗi đau, tờ vết thương cả tinh thần lẫn bệnh tật. Đó là mỗi ngày Ngọc gửi cho em một lá thư, không phải là những bức thư dài, mà thường là những câu chia sẻ ngắn, ý nghĩa, cùng những hình ảnh dễ thương. Cứ như vậy, Thanh Ngọc đã viết khoảng 10 lá thư cho bệnh nhân của mình, động viên, chia sẻ, để cô gái vui vẻ hơn mỗi ngày, cho đến khi em được gia đình đưa về nhà. Lá thư cuối cùng Thanh Ngọc viết cho cô gái là những dòng thơ: không chúc em rực rỡ, chỉ chúc em bình yên. Đi qua nhiều trắc trở, môi xinh vẫn cười thật tươi. Chúng ta là những nhân viên y tế thì cũng là những cái người bình thường, xem người bệnh cũng giống như là một người em, một người chị, một người cha, người mẹ, người thân trong gia đình. Ngoài cái việc mà cung cấp cho họ những cái kiến thức về chuyên môn có thể hỗ trợ cho người bệnh giảm nhẹ những cái triệu chứng về đau đớn về mặt thể lý, thì chúng em cũng muốn có thể chia sẻ, san sẻ bớt phần nào những cái gánh nặng về mặt tinh thần cho người bệnh và cả người nhà của họ. Hy vọng là mang một cái luồng gió mới và tất cả những nhân viên y tế, các cơ sở chăm sóc giảm nhẹ khác, là tất cả mọi người đều sẽ có thể quan tâm và chăm sóc, chia sẻ cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Khi bệnh nhân còn sống ở những giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình, các nhân viên y tế cố gắng giúp họ thoải mái nhất. Việc sống cho những ngày tươi đẹp cuối cùng sẽ thực sự có ý nghĩa cho cả bệnh nhân và người thân của họ. Cho và nhận yêu thương, hãy trân trọng những điều mình đang có, sử dụng thời gian một cách khôn ngoan, ở bên cạnh những người mình yêu thương. Sống cuộc đời mà khi chúng ta nhìn lại có thể tự tin và mỉm cười.